Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Tường đã triển khai nguồn vay vốn để kịp thời giúp hộ gia đình chính sách đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Những năm trước, gia đình ông Hoàng Văn Nội ở thôn Duy Bình luôn nằm trong diện hộ nghèo của xã Vĩnh Ninh. Thu nhập chính của gia đình ông chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và chăn nuôi nhỏ lẻ. Năm 2019, được sự hỗ trợ của địa phương và Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Tường, ông Nội được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn cho vay hộ nghèo để phát triển kinh tế. Từ số vốn này, gia đình ông đã dùng để mở mang chăn nuôi. Đến nay, trong chuồng nhà ông lúc nào cũng có khoảng từ 16 đến 20 con bò siêu thịt. Gia đình là được vay cái vốn của cái hộ nghèo mới cận nghèo, là gia đình là sử dụng nó rất có hiệu quả. Từ năm 2013 thì nuôi được 2 con, xong nhân tới 3 con, xong đến 5 con, đến bây giờ chúng tôi đổi sang cái bò đen này. Không chỉ gia đình ông Nội với dư nợ trên 18 tỷ đồng, hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách của xã Vĩnh Ninh được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ nguồn vốn vay, các hộ gia đình có điều kiện để mở mang phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh, chăn nuôi của người dân bị ảnh hưởng. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Tường đã kịp thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn và Ủy ban Nhân dân các xã, tập trung rà soát, đánh giá mức độ khó khăn của các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Từ đó, hỗ trợ người dân trong việc trả lãi, trả nợ, cho vay để khôi phục sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống. Trong những cái dịch bệnh như vậy, như ngân hàng vẫn luôn luôn là quan tâm, rồi thì giải ngân kịp thời những cái vốn mà các hộ có nhu cầu vay để cho các hộ nhân cái dịp này, các hộ khi vào con giống nó cũng được rẻ, giá thành rẻ hơn để các hộ đảm bảo cho cái chăn nuôi. Ngân hàng Chính sách Xã hội đã kịp thời phù hợp với các hộ đoàn thể, chính quyền các xã, rà soát các đối tượng vay vốn để có hướng khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho người vay bằng các biện pháp như là gia giãn nợ, bổ sung vốn vay, đồng thời là tích cực tuyên truyền rộng rãi để người dân được biết và tiếp cận với các chương trình vay vốn của ngân hàng chính sách, đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân, thường xuyên chỉ đạo các hộ đoàn thể nhận ủy thác, các tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn rà soát đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đảm bảo 100% các hộ thuộc đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn đều được vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã có trên 14.700 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 385 tỷ đồng. Trong đó, từ đầu năm đến nay, có gần 1.200 hộ được tiếp cận với nguồn vốn vay phát triển sản xuất và giải quyết việc làm, giúp cho người dân có vốn để tiếp tục phát triển sản xuất chăn nuôi, khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Nhờ thực hiện mô hình nhà nước hỗ trợ nguyên vật liệu, nhân dân làm và giám sát, nhiều cống rãnh thoát nước thải bị xuống cấp tại huyện Vĩnh Tường đã được cải tạo xử lý. Ngay khi huyện triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết số 38 của tỉnh, các địa phương trong huyện đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thành lập tổ giám sát, tổ thẩm định xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước. Nhận thấy tính thiết thực của việc xây dựng cống rãnh thoát nước thải trong khu dân cư, hầu hết người dân các ngõ xóm đều chung tay góp sức để xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước thải. Quá trình chúng ta triển khai đấy là chúng ta quán triệt cái chủ trương đến toàn thể hệ thống chính trị, nắm rất rõ chủ trương đã. Sau đó là hệ thống chính trị triển khai xuống đến các tầng lớp nhân dân và các tổ chức đoàn thể. Thế và quá trình triển khai nữa là bàn bạc thống nhất với dân. Đấy, báo cáo đồng chí như vậy, rất rõ và minh bạch. Thế và quan điểm thân tiến này thực hiện là ngõ xóm nào là ngõ xóm nó tự đứng ra để thi công. Trong đó là Ủy ban Nhân dân và thôn, tổ giúp việc của thôn là thực hiện công tác giám sát việc thi công theo mẫu thiết kế mà tỉnh đã quy định. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay huyện Vĩnh Tường đã sửa chữa, cải tạo và xây mới được 92 km cống rãnh thoát nước thải có nắp đậy. Đáng chú ý, với mô hình tỉnh đầu tư vật liệu, dân tự làm, tự giám sát, nguồn lực của nhà nước đầu tư đã được tận dụng hiệu quả, vượt cả mong đợi của chính quyền địa phương. Sau khi có chủ trương của tỉnh, thì huyện Vĩnh Tường cũng đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể vào cuộc để triển khai cái cuộc vận động xây dựng cái hệ thống cống rãnh
thu gom nước thải khu dân cư trên địa bàn toàn huyện, trong đó tập trung vào cái công tác vận động tuyên truyền, tổ chức họp dân bàn công khai, vận động nhân dân bằng các cái nhiều cái hình thức để nhân dân nắm được cái chủ trương quan trọng của tỉnh và để đồng thuận ủng hộ. Và sau thời gian sau khi làm điểm thì trên cơ sở cái kết quả làm điểm đã mang lại những cái tín hiệu rất là tốt, nhân dân thấy được cái giá trị của cái việc xây dựng cái hệ thống cống rãnh đã góp phần giảm cái ô nhiễm môi trường. Huyện Vĩnh Tường phấn đấu sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước thải đã đăng ký, góp phần chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đồng thời tiếp tục giữ vững và phát huy các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, tạo tiền đề để xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu. Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân và an toàn sức khỏe cho cán bộ, y bác sĩ, các cơ sở y tế tích cực thực hiện việc giám sát, theo dõi thông tin sàng lọc, phân luồng hàng ngày. Việc đảm bảo an toàn ngay tại tuyến y tế cơ sở góp phần chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh và tránh lây lan, mất kiểm soát trong cộng đồng. Mặc dù không ghi nhận trường hợp người dân nào của địa phương có diễn biến về dịch COVID-19, nhưng việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn được Trung tâm Y tế tuyến huyện chú trọng. Từ việc sắp xếp cơ sở vật chất, phun khử khuẩn, hướng dẫn hướng đi, cung cấp thông tin sức khỏe người dân đến nhắc nhở đeo khẩu trang đều được quán triệt đến từng cán bộ, y bác sĩ. Về cán bộ y tế, chúng tôi phân cũng có chia ra danh sách cán bộ y tế để thực hiện công tác này, từ đón tiếp ngoài cổng cho đến khu phân loại, đến khu điều trị. Thì những cán bộ y tế này mà khi đã tiếp xúc với những bệnh nhân mà nghi nhiễm, chỉ cần nghi nhiễm COVID-19 thì chúng tôi đã cho ở cách ly và điều trị, cả cách ly và theo dõi bệnh nhân ở một khu đặc biệt riêng hơn, không liên quan đến các khoa phòng khám khác của trung tâm. Tại cơ sở điều trị của bệnh nhân dùng thuốc methadone ARV với hơn 250 người dùng thuốc hàng ngày, thì việc đảm bảo an toàn, an ninh đến phòng dịch luôn được thực hiện tốt từ việc tiếp đón người bệnh, nơi làm việc, khám chữa bệnh. Các hoạt động tư vấn điều trị đối với bệnh nhân đều tuân thủ đúng quy định, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, vệ sinh vật dụng y tế hàng ngày. Về công tác vệ sinh thì chúng tôi cũng chỉ đạo đối với tất cả các đồng chí làm công tác vệ sinh là phải ngày 2 lần lau sàn cũng như là lau các cái vật dụng tiếp xúc với bệnh nhân vào đó để tránh cái độ sự lây nhiễm cho cán bộ cũng như là cho bệnh nhân đang điều trị tại phòng khám. Việc các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện các biện pháp an toàn đảm bảo cho môi trường y tế sẽ thuận tiện cho quá trình làm việc của cán bộ, y bác sĩ và người dân. Từ đó có điều kiện cơ sở thực tế kịp thời ngăn chặn những diễn biến nguy cơ không an toàn khi phòng dịch, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Thực hiện chỉ thị 06 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi và đất san lấp trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, cùng với các lực lượng chức năng, huyện Sông Lô đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý khoáng sản nói chung và hoạt động khai thác cát sỏi nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trên địa bàn huyện Sông Lô trước đây có 8 đơn vị được cấp phép khai thác cát sỏi với diện tích hơn 212 hectare, tổng trữ lượng trên 3 triệu mét khối và 3 đơn vị nạo vét lòng sông tận thu sản phẩm với tổng chiều dài 26 km. Tuy nhiên, thời gian qua, các đơn vị này đều đã ngừng hoạt động. Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn, huyện Sông Lô đã chủ động đề ra các giải pháp nhằm siết chặt kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực này. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về lĩnh vực khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý khoáng sản đến nhân dân, các đơn vị doanh nghiệp, đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, điểm nóng có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự liên quan đến khai thác cát sỏi. Thực hiện cái chỉ thị nghị quyết của cơ quan cấp trên thì cơ bản địa phương là cũng triển khai và cho tới từng người dân nắm được và hiểu về cái chính sách pháp luật về đất đai, cụ thể liên quan đến công tác, thứ nhất là đặc biệt là trong thời gian vừa qua là cái liên quan đến công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn, thì cụ thể là ví dụ khai thác khoáng sản tài nguyên thì cũng phối hợp với cơ quan chức năng, thì hiện nay trên địa bàn là cũng không có cái đơn vị cá nhân nào để khai thác khoáng sản trái phép, thì cơ bản là trên đường sông là cũng ổn định. Sau hơn một năm thực hiện chỉ thị 06 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh,
chính quyền các địa phương đã tập trung thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Nhờ vậy, tình hình vi phạm về lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát sỏi trên địa bàn huyện đã giảm rõ rệt, an ninh trật tự được giữ vững. Hà Liễu có cái tuyến sông Lô chạy qua địa bàn hơn 2 km, nhưng mà trong nhiều năm qua thì luôn được quản lý rất là tốt, không có cái tình trạng khai thác trái phép cát sỏi trên địa bàn xã Hà Liễu. Tình hình khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn huyện Sông Lô đã được tăng cường, song vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Nếu các cấp chính quyền và lực lượng chức năng không tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.